sinh ra tại Vương quốc Anh, cha mẹ đều là người Việt. Hai cô bé Anna Hoàng và Emily Nguyễn là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại xứ sở sương mù. Trong khi Anna đạt danh hiệu Hoa hậu nhí châu Á khi mới 7 tuổi, thì Emily là Hoa hậu thanh niên thế giới vào năm 2020. Nhỏ tuổi nhưng tham gia nhiều vai trò quan trọng trên các mạng lưới toàn cầu về thiện nguyện, trẻ em và cộng đồng. Mang hai cá tính nhưng cùng chung dòng máu lạc hồng chảy trong huyết quản. Vì thế, Emily và Anna luôn nỗ lực quảng bá hình ảnh tươi đẹp của quê hương Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Xin chào quý vị và các bạn. Những hình ảnh ấn tượng trên đây phần nào đã giúp quý vị có những cảm nhận đầu tiên về hai nhân vật nhỏ tuổi đặc biệt trong chương trình Người Việt Bốn Phương hôm nay. Emily Nguyễn và Anna Hoàng là những cô bé sinh ra và lớn lên tại Anh, có bố mẹ là người Việt Nam. Dù chỉ mới 14 và 11 tuổi, nhưng họ đã trở thành những gương mặt người Việt nổi tiếng thế giới, diễn giả trẻ tuổi truyền cảm hứng khắp toàn cầu sau những năm tháng miệt mài nỗ lực quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Anh bằng một tình yêu đặc biệt dành cho quê hương và những tài năng xuất chúng hiếm có với các thành tích danh hiệu và giải thưởng đã đạt được trong học tập, nghệ thuật, hoạt động cộng đồng và nhân đạo. Mời quý vị gặp gỡ hai cô bé tài năng gốc Việt và hành trình quảng bá Việt Nam của các em. Những công trình kiến trúc như Tower Bridge, đồng hồ Big Ben, trạm điện thoại đỏ hay chùa chiền chống đồng, cánh diều làng quê, nón lá là những nét đặc trưng của Việt Nam và Vương quốc Anh được thể hiện sinh động trên sàn runway thông qua 26 mẫu nhí đến từ nhiều nước và châu lục. Đây là sản phẩm của thương hiệu áo dài Love Collection by Emily and Anna do hai cô bé gốc Việt Emily Nguyễn và Anna Hoàng thiết kế tại House of Icons Fashion Week London, Vương quốc Anh. Hai nhà thiết kế nhí Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả quốc tế với bộ sưu tập áo dài mang tên Prince and Princess Sharing Love. And we were honored to have these two young amazing designers be the grand finale for our iconic Kids Fashion Week. Emily and Anna have done us completely proud. The guests loved it, the media and press loved it. They have made Vietnam extremely proud with their beautiful collections and their beautiful designs, something I've not even seen with adult wear. Before, I didn't know much about the country Vietnam, but thanks to Emily and Anna, I now know how characteristic their culture is. They have respectful community, family values, and devotion to studying. The people are very friendly and they have amazing food. I love their traditional dresses, which are very colorful and have beautiful designs on them. They're very silky and often include a matching headpiece. Trong năm 2019-2020, Emily Nguyễn và Anna Hoàng đã giới thiệu 5 bộ sưu tập áo dài truyền thống và hiện đại tới giới thời trang tại Vương quốc Anh, giới thiệu 5 bộ sưu tập Love áo dài, All My Love, những sắc màu đáng yêu, Prince and Princess Flowing Love, và bộ sưu tập Tomorrow is Our New Rainbow, những màu sắc đáng yêu đều nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn, bao gồm các giám đốc chương trình, nhà thiết kế, người mẫu nhí và sự yêu thích của khán giả quốc tế. Just kind of push the Vietnamese culture because we are so interested to learn about your culture and your traditions and your fashion because I have seen some of your Love collection and it is stunning. I really love the long slim-lined dresses, especially the white ones with the patterns of, you know, London with the big eye and Big Ben and things on the back. So that's fantastic. Well done. The traditions and the cultures of Vietnamese that I have learnt through Emily and Anna so far, I consider them to be the people of Vietnam to be very polite, very classy, very decent, and also they really devote themselves to education. I know that Emily and Anna are really, really devoted to their schoolwork and learning about community service and different types of charities here in the United Kingdom as well as internationally. Emily Nguyễn và Anna Hoàng học thiết kế thời trang tại trường nghệ thuật The Bridge School. Các em quyết định chọn quảng bá thiết kế áo dài Việt Nam vì tình yêu đặc biệt dành cho quê hương nguồn cội của mình.
Cứ thế, các sản phẩm áo dài của hai cô bé đã xuất hiện tại nhiều chương trình lớn của Bộ Ngoại giao Anh và Gala Tết Việt tại thành phố Southampton, Vương quốc Anh. Đặc biệt, áo dài Việt Nam đã cùng Emily và Anna tham gia nhiều chương trình thiện nguyện quốc tế gây quỹ giúp đỡ những trẻ em nghèo, trẻ em bị hội chứng tự kỷ, những trẻ em mắc bệnh ung thư khắp nơi trên thế giới của các tổ chức từ thiện Together for Short Life, Cancer Cancer Africa, Outreach South Earth, Little Princess Church, Mái ấm Việt Nam. Với những đóng góp không ngừng, giải thưởng nghệ sĩ nhí tỏa sáng nhất năm 2019 đã gọi tên Emily và Anna. Mình thấy áo dài của Việt Nam rất là đẹp và duyên dáng. Bao giờ các bạn mua đồ trình diễn vào áo dài của Việt Nam, các bạn mua đồ suốt ngày bảo áo dài rất là đẹp và các bạn rất là thích. Mình rất là tự hào giới thiệu nước Việt Nam rất là đẹp và con người của Việt Nam rất là giỏi và nhân hậu. Mình thiết kế áo dài Việt Nam tại vì mình rất là yêu đất nước của mình Việt Nam và mình muốn giới thiệu vẻ đẹp của áo dài Việt Nam cho các bạn bè quốc tế. Mình rất là thích bài hát Em Chăm Mắt Tôi tại vì bài hát này nói về vẻ đẹp của các cô gái Việt Nam trong tà áo dài. Nhẹ nhàng từng bấy tà áo dài, em phụ nữ Việt, anh lên bao giờ ngồi ngay phương đông. Ở trong bộ siêu tập đầu tiên của mình và Anna, có hai chiếc áo dài rất là đặc biệt, mang màu đỏ với màu vàng. Ở trên ngực của hai áo dài này có hình trái tim của hai lá cờ Việt Nam và Anh Quốc together. Cái thiết kế đó thể hiện cái tình yêu của mình và Anna của hai đất nước Anh Quốc và Việt Nam. Tôi rất vinh dự và tự hào khi các con, các cháu Emily và Anna giới thiệu áo dài Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chúng tôi luôn luôn ủng hộ hết mình và đồng hành cùng các con trong hành trình quảng bá văn hóa Việt Nam tại Anh và thế giới. Được biết đến thông qua bộ sưu tập áo dài truyền thống, Anna và Emily đã từng bước trở thành các diễn giả, các đại sứ truyền cảm hứng của các tổ chức quốc tế như Galaxy of Stars, Inspiring Young Little Lady, Of All Nations International, Young Ambassador, United Kingdom International Young Society, World Women Conference Award. Đặc biệt, họ còn là những diễn giả nhỏ tuổi nhất trên thế giới đã tham gia thuyết trình và được mời phỏng vấn trực tuyến trên các diễn đàn toàn cầu của Anh, Mỹ, Mexico, Dubai. Và trên bất cứ diễn đàn nào, hai bạn nhỏ đều dành cơ hội để giới thiệu về văn hóa đất nước con người Việt Nam. As Vietnam is a small country, not many people know about it. That's why I advertise Vietnam in my events and shows so people can really hear about its beauty. I want people to be able to see the intelligent, dedicated people at Vietnam. I want people to go there and see the people and the beauty itself and not just hear it from me. My perfect image of Vietnam would be with all of its natural beauties and, most importantly, people with happy and smiling faces. Yes, I love to talk about my country Vietnam, as because it is quite a small country in the southeast region of Asia, I feel that not a lot of people know about the landscapes, the views, the culture, the people, and also it is the happiest country in the world where attacks and wars rarely happen. Therefore, I want to bring as much attention as I can to it. Dịch COVID-19 bùng phát, Anh trở thành những quốc gia bị lockdown dài và sớm nhất. Hãy cùng chung tay với chúng tôi
cảm ơn NSS là thông điệp mà Emily và Anna đưa ra để kêu gọi cộng đồng chung tay ủng hộ các y bác sĩ tại cơ quan y tế Vương quốc Anh NSS. Trước đó, hai cô bé đã dùng toàn bộ số tiền giải thưởng của bộ sưu tập áo dài truyền thống Việt Nam tại sàn diễn House of Icons Fashion Week London để mua tặng 300 hộp kem dưỡng da tay, gửi tặng các nhân viên hệ thống y tế NSS. I am so proud everybody is helping to support the medical doctors. Little do they know their support counts greatly. I think no matter how old or young, we can still support the NHS during this COVID-19 pandemic. I supported them by sending rose hand lotion bottles and a thank you card for their efforts. Additionally, we raised charity funds for the Central Region of Vietnam. Not only is it my hometown, but it's always good to help people under difficult circumstances. My mother often told me, a Vietnamese person will always show the spirit of support and gratitude. Louder, come on! Mới đây nhất, tại khu vực tòa tháp The London Peace Pagoda giữa khuôn viên công viên, nhiều người dân Anh đã cùng nhau hát bài Hurt the World để cầu mong bình an cho toàn thế giới và cho miền Trung Việt Nam không còn mưa lũ bão lụt hoành hành. Tại buổi trình diễn bộ trang phục áo dài Việt Nam, các thành viên tham dự đều xúc động và ủng hộ dự án thiện nguyện của hai cô bé Emily Nguyễn và Anna Hoàng. It's an absolute pleasure to be here today to support Love Collection with VNEBU, the crazy stuff. But we wanted to do this today for Vietnam because we've become so friendly with these two beautiful families, and we'd just like to say that we love to support them in any way we can, and we really hope things get better over there for you guys. And if there's anything we can do in the future, please let us know. Love, VNEBU. Hi, I'm Lauren, and I'm here to model today for the Vietnamese floods, and I hope that everything goes well there. And I'm here to model for Emily and Anna, and I hope that they have all success. And we are here for the charity to save money for the Vietnam floods, and I really hope that the weather changes in Vietnam so that there's tons of sun and there's no more flooding anymore. And today we are here to represent Love Collection's clothing line, and I'm wearing this really beautiful red dress, and this is how it looks. And it's so comfortable. It's my probably favorite clothing line ever. Với những nỗ lực và đóng góp cho cộng đồng, tình cảm hữu nghị giữa hai nước, Emily và Anna được mời trở thành đại sứ của Tập đoàn Giáo dục Anh Carrick, có trụ sở tại London và Hà Nội, trực thuộc Hội đồng Giáo dục Vương quốc Anh, đồng thời là thành viên Ban Cố vấn và Đại sứ Hình ảnh Học viện Nghệ thuật Toàn cầu Global Art Academy tại trụ sở Florida, Hoa Kỳ. Emily và Anna cũng được vinh danh những tài năng vàng và sứ giả văn hóa nhỏ tuổi của Việt Nam trên diễn đàn quốc tế. I want to congratulate Anna and Emily for the fantastic job they are doing, for all their achievements and all the great success with all the talent they have. I'm so happy to have Anna and Emily on our board of directors. So I wish them the best of the best, and thank you so much for being part of our organization. Carrick Education mission is to ensure the best possible education for Vietnamese students. Carrick Education, a British council approved, will help students via clarified official information and by enabling rapid
secure admission to the most suitable academic establishment for the individual student's personal needs and ambitions. I'm proud that Emily Nguyen and Anna Hoang, who are bright junior modelers, Vietnamese outside designers, young global inspirational leaders, and humanitarian activists for the community, most especially Emily and Anna, are excellent students at British Scout schools and are global young ambassadors in the UK, have joined us to become ambassadors for Carrick Education. They are both proactive, determined, and super smart. Mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, luôn giữ gìn văn hóa truyền thống, nét đẹp trong tâm hồn cốt cách Việt Nam, Emily và Anna luôn thể hiện là cô gái có trái tim nhân ái, hết mình vì các hoạt động cộng đồng và tinh thần nhân đạo không mệt mỏi. Emily và Anna đã giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, có cuộc sống ngắn ngủi tại Anh, những trẻ em nghèo bị ung thư tại châu Phi, trẻ em nghèo tại miền núi Việt Nam, đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Hai cô bé đã được gọi tên ở giải thưởng nhà hoạt động nhân đạo năm 2020, được trao từ Canada cho 20 thanh thiếu niên từ nhiều quốc gia trên toàn cầu vì những đóng góp nổi bật trong các hoạt động thiện nguyện. Đam mê với thời trang, năng động trong các hoạt động xã hội, nhưng hai cô bé vẫn sắp xếp việc học và luôn đạt những thành tích bất ngờ. Mới đây, Anna đã đạt được khóa học bổng 6 tháng tại trường Hoàng gia Thomas Battersea, nơi công chúa và hoàng tử nước Anh đang theo học. Emily và Anna cũng được trao tặng học bổng từ trường Đại học Aristotle, America, ngay sau khi các em đủ 16 tuổi, có thể bắt đầu theo học. Việc tham gia các hoạt động xã hội cũng đã mang đến cho hai bạn những trải nghiệm đáng quý. Sau đây là những chia sẻ của hai bạn nhỏ với chương trình. Anna Hoàng đạt danh hiệu Hoa hậu nhí châu Á 2017 khi cô bé mới được 7 tuổi. Emily Nguyễn vừa đăng quang Hoa hậu thiếu niên thế giới 2020. Cùng hàng loạt các giải thưởng danh giá của nhiều tổ chức quốc tế và toàn cầu. Nhưng đối với hai bạn, đây chỉ là những bước trải nghiệm quan trọng để từng bước trưởng thành trong môi trường quốc tế. First competed in my first pageant, I decided it would only be because of the experience and a confident booster. At that moment, I was so proud I could represent Vietnam as Little Miss Asia 2017. When I got there, I learned so much about other people's culture and their country, while I got to talk about the beauty of Vietnam as well. However, after the pageant and meeting so many new friends and people, I decided I adored what I was doing and wanted to carry on. Well, I won the title of Miss Teen Regal World 2020. In order to gain experience in the area of pageants, as before this, I hadn't joined pageants a lot, and I wanted to broaden my horizon in the fashion industry. Also, I wanted to do as much charity work as possible, and I felt that in this pageant, I could get to a wider audience and raise more awareness for those who are suffering. As well as charity work, however, I also wanted to be a role model and inspire younger girls and generations to do the best they can and always go after their dreams and goals, because I did it and so can they. Thank you to all the pageant ladies I had my last two pageants with. I really enjoyed this experience and it was so unforgettable. Là một nhà lãnh đạo trẻ đầy cảm hứng và một diễn giả, Anna và Emily tham gia nhiều cuộc phỏng vấn và sự kiện. Do đó, mỗi chương trình tham gia va chạm nhiều, giúp các bạn nhỏ có cơ hội học hỏi và có được cái nhìn sâu sắc về các nền văn hóa và quốc gia khác nhau trên toàn cầu.
đồng hành với các em, luôn có gia đình bên cạnh động viên và hỗ trợ. When you have a job such as I do, you learn many things such as public speaking, making good friendships and good bonds. These activities in fact help with your day-to-day life when you have to be social, such as you can articulate well under pressure, you can make friendships quite easily and much more. As an inspiring young leader, you can attend many events and interviews that will help spread goodwill and warmth into the world. You can also spread friendly messages to encourage people to do good things and good actions. You also get a very good insight on other people's cultures and countries all around the globe. I just had the beautiful experience to interview two Vietnamese girls, Emily and Anna, and I'm truly amazed. The grace, skills, and smartness that they were able to transmit through their presence is remarkable. Their authentic self-belief and strong vision of the future are admirable. Nhỏ tuổi nhưng Anna và Emily luôn nuôi dưỡng một hoài bão, trở thành một nhà ngoại giao, sứ giả văn hóa, cây cầu hữu nghị nối hai nước Việt Nam, Vương quốc Anh càng trở nên gắn kết. My dream is to put as many smiles on people's faces as possible. And through this, I want to be able to help those who are suffering and who are underprivileged, because I feel like we as a society should be able to help others more with the amount of privileges that we have. Furthermore, as I am ambassador of the MAVN charity with Anna Hoàng, this charity is to support children in Vietnam who do not have the resources to live, such as water and food, and they don't have access to education. Therefore, I want to be able to help them. But through this journey, I get to support Vietnam as well, which is a win-win. I want to send a message to the children in Vietnam to do what I do, fundraise and raise money for charity. It's honoring to be a Vietnamese child, as I can support and represent those few little unknown countries. Although I was born overseas in England, I still want to represent my home country Vietnam, as I'm still a Vietnamese person at heart. I want to encourage other children overseas from their country to do what I do, represent and support their country themselves wherever they are. Với tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam, trong đó có tình yêu với biển đảo quê hương, Anna và Emily là những đại diện thiếu nhi xuất sắc được xuất hiện trên ấn phẩm lịch năm mới 2021, Trường Sa, nhà giàn DK1, hành trình của trái tim. Cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh có khoảng 30.000 người, bà con cộng đồng luôn đoàn kết, gắn bó và hướng về quê hương đất nước. Ngoài áo dài truyền thống thì ẩm thực Việt Nam luôn là thứ gây thương nhớ cho bà con nơi xa xứ. Mỗi tuần một địa chỉ hôm nay, xin được mời quý vị đến với nhà hàng cái tên thuần Việt, nhà hàng An Nam, tọa lạc tại địa chỉ 544 Foley Way, thủ đô London, Anh. Nơi đây không chỉ là nơi dừng chân của thực khách xứ sương mù, mà còn là địa điểm diễn ra nhiều hoạt động của cộng đồng. Đây cũng là nơi Anna Hoàng và Emily tổ chức chương trình thời trang Emily's Fundraising nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện quốc tế Together for Short Life.
Annam Restaurant là một trong những nhà hàng ẩm thực Việt Nam nổi tiếng tại London. Nhà hàng thành lập năm 2015 với các món ăn đặc sắc đậm hương vị Việt như phở, chả giò, gỏi cuốn. Annam Restaurant có khuôn viên rộng rãi, trang trí đậm nét văn hóa Việt Nam và có nhiều món ăn đặc sắc của các vùng miền đã thực sự tạo nên một địa chỉ tin cậy của người Việt tại Anh. Màu sắc cái ẩm thực của quê hương mình, đất nước Việt Nam mình đến với cộng đồng bản địa cũng như cộng đồng người Việt tại Anh. Và cái tên An Nam là đặt cho quán, đó là cái tên của đất nước Việt Nam mình ngày xưa, nên chúng tôi đã đưa rất là nhiều các món ăn của các tất cả các vùng miền vào thực đơn để cho mọi người được lựa chọn, được thưởng thức thêm nhiều cái thực phong phú ẩm thực của Việt Nam mình. Và có rất là nhiều thực khách nước ngoài đến đây thưởng thức và dùng món ăn tại nhà hàng tôi và cảm thấy rất là hài lòng và rất là yêu thích cái món ăn Việt Nam của mình. Đó là một cái niềm tự hào, một cái niềm vui sướng của tôi khi mà đem được cái ẩm thực của Việt Nam mình đến đây để giới thiệu với tất cả người bạn bè quốc tế cũng như là cộng đồng người Việt của mình tại đây. Đặc biệt, nơi đây cũng chứng kiến chương trình ca nhạc kịch thời trang của hai cô bé Anna và Emily đầy tính nhân văn và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và bạn bè quốc tế. Chương trình đã gây quỹ được số tiền 5.000 bảng Anh, tương đương 150 triệu đồng và trao tặng trực tiếp ngay trên sân khấu cho đại diện của tổ chức từ thiện Together for Short Life. Annam is an amazing restaurant and me, my friends and family always go there to eat out. We often tell people to come there so they could try the delicious meals. Annam is mostly booked for venues, shows or even for just eating out. I love going to Vietnamese restaurants and eating with friends and family, which is why last year I hosted my charity event Together for Short Lives at An Nam Restaurant. I really love this restaurant as it's cozy, it's warm, and the food there is delicious. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà hàng đã trở thành điểm đến nuôi dưỡng tâm hồn của các thế hệ người Việt tại Anh, đặc biệt là thế hệ thứ hai, thứ ba. Nhà hàng An Nam là địa điểm được hầu hết các gia đình Việt Nam lựa chọn tới thư giãn thưởng thức các món ăn quê nhà vào dịp cuối tuần, gặp gỡ bạn bè, người quen hay các dịp lễ Tết, sinh nhật. Nhiều sự kiện chương trình ca nhạc thời trang, từ thiện và hội ngộ đồng hương đã được tổ chức tại đây. Với những thành tích trong học tập và cộng đồng, Anna và Emily vừa được vinh danh giải thưởng những người truyền cảm hứng Seeing Press Award 2020 và câu chuyện của họ được xuất bản trong cuốn sách Current and Beyond, nói về niềm tin, nghị lực, kiên cường và hành trình truyền cảm hứng của chính họ. Sách được xuất bản tại Anh, Mỹ, Tây Ban Nha với hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha vào ngày 3 tháng 12 tới đây. Sau đó sẽ phát hành trên toàn cầu thông qua hệ thống bán hàng trực tuyến Amazon. Đây thực sự là niềm tự hào của thiếu nhi Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tới đây, chương trình xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.